Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao quốc tế của Mnet Sport ngày 30 tháng 4. Không phải Ngoại hạng Anh hay La Liga áp đảo lực lượng tại các cúp châu Âu như suốt gần một thập niên qua, bóng đá Ý đang mạnh mẽ trở lại để tạo nên một kỷ lục mới ở mùa giải năm nay. Trận chung kết Champions League 2022-2023 chắc chắn sẽ có mặt một đại diện Serie A khi AC Milan và Inter Milan rủ nhau thực hiện trận derby thành Milan ngay tại bán kết. Juventus và Roma có thể làm được nhiều hơn thế khi tránh được màn đối đầu sớm, và khả năng một trận chung kết toàn Italia tại Europa League hoàn toàn có thể diễn ra vào ngày 31 tháng 5. Cộng thêm việc Fiorentina có mặt trong danh sách 4 đội mạnh nhất Europa Conference League, có thể nói bóng đá Ý đã trở lại ngoạn mục cùng với một kỷ lục ở bán kết các cúp châu Âu mùa này. Đồng quân số nhất không đồng nghĩa với cơ hội giành chiến thắng cao nhất ở cả 3 mặt trận, nhưng rõ ràng làng thúc cầu xứ sở hình trước ổng cho thấy họ không cam chịu làm cái bóng cho các đối thủ láng giềng hùng mạnh ở châu Âu mãi. Trong giai đoạn bóng đá Ý liên tục nổ ra scandal, thế đơn cực ở Serie A đã lấy đi quá nhiều sự cạnh tranh của nền bóng đá hàng đầu thế giới này. Một câu lạc bộ như Juventus đã thống trị tròn một thập kỷ từ năm 2011 đến năm 2020. Điều này vô hình chung kìm hãm sự phát triển của các đội bóng khác. Thực tế không chỉ Juventus, các đội bóng khác cũng thiếu sự chuyển mình. Đó là lý do khiến 10 năm qua chỉ có Juventus là câu lạc bộ duy nhất của Ý vào đến chung kết Champions League. Càng dễ hình dung nỗi đau của bà đầm già phác họa cả nỗi đau của Serie A. Họ đều thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường vào năm 2015 và 2017. Nếu không thay đổi, nguy cơ Serie A bị tụt dốc khá cao, nhất là trong bối cảnh bóng đá Anh có sự phát triển bền vững. Real Madrid hay Bayern Munich là thế lực hàng đầu ở châu Âu. Từ bề phong trước vô địch Euro 2020 với rất ít cầu thủ Juventus trong đội hình, cán cân dần cho thấy sự phân cực rõ nét. Thế đơn cực bị phá vỡ, thay vào đó Serie A căng tràn sức sống hơn, tính cạnh tranh cao và khốc liệt làm nên những giá trị vô hình. Inter Milan, rồi AC Milan và cả Napoli đã và đang xoán ngôi Juventus. Họ cũng là lá cờ đầu của nước Ý tại Champions League. Giữa bối cảnh có quá nhiều thử thách, đây là kết quả cho cả quá trình đơm hoa. Serie A không còn là mảnh đất khô cằn, nơi các ngôi sao hết thời về thi đấu. Đó là nơi của sự trẻ trung, của khát vọng vươn lên, của những giấc mơ chinh phạt. Napoli mang trong mình dòng máu trẻ trung với những ngôi sao mới trỗi dậy như Victor Osimhen hay Kvaratskhelia. AC Milan và Inter Milan còn đó mã gen vô địch ngày nào. Lần gần nhất Serie A có 3 đại diện vào tứ kết Champions League là mùa giải 2004-2005. Nhìn rộng ra năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử làng thúc cầu Italia có đến 5 đại diện góp mặt ở vòng bán kết các cúp châu Âu. Dù thời điểm hiện tại, thời hoàng kim của bóng đá Ý vẫn chưa được tái hiện một cách rõ ràng. Kể từ sau trận chung kết năm 2017 với Juventus thua 1-4 trước Real Madrid, các đại diện của Serie A dường như chỉ tham dự cúp châu Âu cho vui. AS Roma cuột khởi nửa vời dù từng đánh bại gác khổng lồ Barcelona ở mùa giải 2018. Atalanta chỉ dừng lại ở mức độ ngựa ô, trong khi các nhóm tên tuổi hàng đầu gồm Juventus, Inter Milan, AC Milan hoàn toàn mất dạng. Quản lý thiếu hiệu quả, nhiều câu lạc bộ rơi vào tay các ông chủ người Trung Quốc rồi lại đổi chủ. Bóng đá Ý trong suốt một thời gian dài mơ hồ về chính sách chuyển nhượng, xây dựng thương hiệu lẫn định hình lối chơi. Mọi chuyện chỉ đổi khác ở mùa giải năm nay với sự vươn mình trỗi dậy mạnh mẽ của Napoli cùng hai đội bóng thành Milan. Ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải, bóng đá Ý có thêm sự góp mặt kịp thời của Juventus, AS Roma và Fiorentina. Không hẳn nhà chuyên môn nào ở châu Âu cũng lạc quan về sự trở lại của bóng đá Ý. Bởi lẽ, với nhiều người, những kết quả trên chỉ đến từ sự nỗ lực riêng lẻ của từng đội bóng chứ không phải là sự đổi mới của cả làng thúc cầu này nói chung. Nhà vô địch Serie A mùa trước, AC Milan sở hữu dần cầu thủ hạng trung bình trị giá 571 triệu bảng với tiền đạo chủ lực Oliver Giroud sắp bước sang tuổi 37. Inter Milan sắp mất trắng nhiều trụ cột vào cuối mùa. Còn chân sút hưởng lương cao nhất, Romelu Lukaku chỉ ghi được số bàn thắng đếm trên một bàn tay. Rất nhiều vấn đề tương tự được nhìn thấy đâu đó tại chính Napoli, AS Roma, Fiorentina và Juventus, vốn đã biến Serie A thành giải đấu hạng B ở tầm cỡ châu Âu. Ngay trở lại của bóng đá Ý vì thế có lẽ còn xa. Trên đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao quốc tế ngày 30 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Mnet Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.